ca di ra huệ ri hòa ba na huệ ri năng mất cha ba ni tăng chất tăng và bi vô năng ta tô ca rê đi số đi sang dạng tăng ca di ra huệ ri hòa ba na huệ ri năng mất cha ba ni tăng chất tăng và bi vô năng ta tô ca rê đi số đi sang dạng tăng ca di ra huệ ri hòa ba na huệ ri năng mất cha ba ni tăng chất tăng và bi vô năng ta tô ca rê kẻ thù hại kẻ thù quan gia hại quan gia không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi sổ đi sẵn dân tăng ca di ra huệ ri hòa ba na huệ ri năng mất cha ba ni di tăng chích tăng bà bi vô năng ta tô ca rê kẻ thù hiềm hận kẻ thù quan gia trước hiểm báo cùng quan gia ghê hơn tâm hướng ác tà dạng lần nguy khốn cho ta cho người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đào. Dạ, Nam Mô Bức Thầy giá, Nam Mô Thương Mai giá, Nam Mô Sơn Khả giá. Cùng kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tự Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tự Nhiên, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 42 ạ. Địa sơ đi sang dạng tăng ca di ra đến qua ba nhà cha ba ni thì tăng chín tăng ba ni vô năng tại tô ca ni đi sơ đi sanh nhiều tăng ca ni ra ê ba ba ni vô năng thì cha ba ni thì tăng chín tăng ba ni vô năng tại tô ca ni kẻ thù hại kẻ thù quan gia hại quan gia không bằng tâm hướng tà khi ép cho tự thân. Đó là của thưa cái hòa thượng Thích Minh Châu. Đi sơ đi sanh dặn tăng ca di ra đi ra ba nhà vô vi lâm vì cha ta ni vì tăng chúng tăng ba di vô năng tại thế ca kẻ thù hiềm hận kẻ thù quan gia chức hưởng báo thù quan gia ghê hơn tâm hướng ác tà dạng lần như kế cho ta cho người. Đó là kẻ thù của hòa thượng của đức. Và cảm ơn viên giáo sa la đã bắt đầu ạ. Con xin gửi nước lại cho sức ái minh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Dạ, ái minh kính chào quý anh chị. Từ chiều đến giờ ái minh té đùng 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 luôn. Lát chị Như Quỳnh đừng có rời máy nha, em không có bảo đảm được á. Mà hả, mấy anh chị á, lên trở bài sao em nghe lúc được lúc không được, kỳ cục ghê. Mấy anh chị có nghe em rõ không ạ? Trời ơi, em làm việc một tiếng đồng hồ mà có một đoạn chút xíu thì đủ để thấy mình cũng không có cái lòng kiên nhẫn đó. Không tri ân sư, không mong làm việc không có được nhiều hiệu quả, nó không bực gì đâu á, nên thôi con xin phép được trả bài ạ. Còn
trơn, nó trời ơi, không thấy đường luôn. Dạ, câu số 42. Đi sơ đi sang dân tăng ca di ra, quê ri qua ba na quê ri nặng, mi cha ba ni hi tăng chi tăng, bà đi vô nặng ta tờ ca rề. Đi sơ đi sang dân tăng ca di ra, quê ri qua ba na quê ri nặng, mi cha ba ni hi tăng chi tăng, bà bi vô nặng ta tù ca rề. Đi sơ đi sang dạng tăng ca di ra, quê ri qua ba na quê ri nặng, mi cha ba ni hi tăng chi tăng, bà bi vô nặng ta tù ca rề. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Đi sơ đi sang văn tăng ca di ra, quê ri qua ba na quê ri nặng, mi cha ba ni hi tăng chi tăng, ba bi vô nâng ta tù ca về. Kẻ thù hiểm hại kẻ thù, an gia chứ kiểm báo cừu an gia, gây hơn tâm hướng ác tà, vạn lần nguy khốn cho ta cho người. Cổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, mến mời Sipina tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài kệ pháp cú số 42. Đi su đi sang văn tăng ca di ra, về ri wa pa na về ri năng, minh cha pa ni hi tăng chín tăng, ca phi yo năng ta tu cha kê. Đi su đi sang văn tăng ca di ra, về ri wa pa na về ri năng, minh cha pa ni hi tăng chín tăng, ca phi yo năng ta tu cha kê. Kẻ thù hại kẻ thù, an gia hại an gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi xuôi đi sang dàn tăng khai ra, quê ri qua phá na quê ri năng, minh cha pa ni hi tăng chín tăng, pa phi vô năng ta tu cha rê. Đi su đi sang dạng tăng ca di ra, quê ri qua pa na quê năng, minh cha pa ni hi tăng chín tăng, pa phi vô năng ta tu cha rê. Kẻ thù hiềm hận kẻ thù an gia, chứ hiềm báo cụ an gia, ghê hơn tâm hướng ác tà, vạn lần nguy khốn cho ta cho người. Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức, Tịnh Đạt Đại Đức, Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng ngũ trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 42. Đi sô đi sang văn tăng cá dí ra, quê ri qua pá ná quê rí năng, mít cha pá ní hí tăng chít tăng, bà pí vô măng tá tô cá rê. Đi sô đi sang văn tăng cá dí ra, quê ri qua pá ná quê rí năng, mít ta pá ní hí tăng chít tăng, bà pí năng tá tô cá rê. Đi sô đi sang văn tăng cá dí ra, quê ri qua pá ná quê rí năng, mít cha pá ní hí tăng chít tăng, pa pí vô năng tá tô cá rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia,
không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Bản dịch của Thượng Minh Châu: kẻ thù hiềm hận kẻ thù, quan gia trước hiểm báo thù quan gia, ghê hơn tâm hướng ác tà vạn lần nguy khốn cho ta cho người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Muốn mời bàn tay của Quỳnh Quách Thanh Lá xích Nhật Quỳnh nha. Sa thú, sa thú lành thầy xích trà cẩm vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Còn xin được kể kinh pháp cú số 42. Đi sô đi sang dành tăng ca di ra vê ri va pa na vê ri năng mi cha pa ni hi tăng chi tăng pa pi yo năng ta to ca re. Đi sô đi sang dành tăng ca di ra vê ri va pa na vê ri năng mi cha pa ni hi tăng chi tăng pa pi yo năng ta to ca re. Đi sô đi sang dành tăng ca di ra vê ri va pa na vê ri năng mi cha pa ni hi tăng chi tăng pa pi yo năng ta to ca re. Đi sô đi sang dành tăng ca di ra vê ri va pa na vê ri năng mi cha pa ni hi tăng chi tăng pa pi yo năng ta to ca re. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Bản dịch của ngài Minh Châu: kẻ thù hiềm hận kẻ thù, oan gia trước hiểm báo thù cửu oan gia, ghê hơn tâm hướng ác tà vạn lần nguy khốn cho ta cho người. Bản phổ thưa của ngài Giới Đức. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con xin được xuống. Kính mời xích ta Nhật Huệ. Dạ, sa thủ, sa thủ. Kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn sự cảm động cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xích Hạnh Kiểm ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh thấy Hạnh Kiểm chạy ra chạy vào, có nghe được không? Có thể cầm mic không? Hạnh Kiểm ơi, nhanh lên để Nhật Quỳnh khóa sổ là mất quyền lợi nha. Rồi, không thấy tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Con xin được ôn bài pháp cú kinh số 42. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Đi sờ đi sang dặn tăng ca di ra huệ ri qua ban na huệ ri năng mịt cha mani hi tăng chết tăng ba bị dở năng tách tơ cà rê. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Đi sô đi săn dần tặng ca di ra quê đi qua na bà quê đi năng mẹ cha ba ni hì tặng chi tăng ba bi vô năng ta tổ ca rê. Kẻ thù hiềm hận kẻ thù, oan gia trước hiểm báo cù oan gia, ghê hơn tâm hướng ác tà vạn lần nguy khốn cho ta cho người. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh gửi một lần, đọc một lần để chờ bàn tay Hạnh Kiểm mà cuối cùng cũng không có thấy. Dạ, bây giờ thì con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tự Đức đã tiên phong ôn bài pháp của kinh số 42. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, xích Trần Đông, xích Trần Đạo, xích Chi Na, Cẩm Vân và Quỳnh Quách Thanh Á.
đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu phúc kinh số 43. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambut Đà Hà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambut Đà Hà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambut Đà Hà Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp mà tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vận viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 43. Và con cũng thành tâm cầu nguyện chư thiên hộ trì cho Đại Đức Tịnh Đạt đừng có rớt mít nữa. Nãy giờ con thấy sư chạy ra chạy vào rất là nhiều lần, mà cũng như cô ấy mình cũng đừng rớt mít nữa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư xin cho con một tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, alo. 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ, con Tịnh Đàn kính lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và kính mến chào đến toàn thể quý cô, quý Phật tử. Không biết tại sao cái mạng wifi của chùa hôm trước thì nó bình thường ổn định, nhưng mà sau cái tháng này mới hết hạn đóng lại tháng mới thì nó lại yếu. Chắc có thể phải kiểm tra nhờ bên kỹ thuật viên hoặc kiểm tra lại. Hy vọng là giống như cô Nhật Quỳnh nói là hy vọng là sẽ không có bị trở ngại nhiều ở trong cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin quý vị hoan nghỉ trong cái thời gian diễn ra buổi học thì thỉnh thoảng các vị cho biết được cái tín hiệu để có thể khắc phục nhanh chóng. Dạ, sa thú. Dạ, để bắt đầu cho buổi học, đây xin kính thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sankhang Namami. Ôi,
Kính bạch chư tăng, thưa quý vị, thì hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn số 43. Câu số 43 là câu cuối cùng trong cái phẩm tâm, từ câu 33, câu 43. Và câu kệ ngôn Pháp Cú số 43 có nội dung như sau. Na tăng ma ta pi ta ca di ra an ye wa bi cha nya ta ka samma pa ni hi tăng chi tăng se ya so nang ta to ka ri. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được đẹp hơn. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Tâm hướng đến sự chân chánh có thể gây nên cho người ấy điều còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc luôn cả các thân quyến khác có thể làm cho người ấy. Đó là bản dịch văn xuôi. Nam mô Bụt Thầy nhé. Bài đầu tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nya ta ka samma ba ni hi tăng chit tăng se ya so nang ta to ka re. Cái câu này thì có một số từ vựng gần giống như là câu số 242 mà chúng ta đã được học. Ná, câu đầu tiên là ná tăng ma ta vi ta ca di ra. Ná có nghĩa là không. Tăng, tăng là cái người ấy. Tăng là cái người ấy. Ở đây trong kinh kệ phương pháp cú thì do có thể thơ cho nên cái vị trí sẽ quán đổi với nhau. Thay vì cái tăng này nó sẽ được dịch ở phần cuối cùng, tại vì nó là một đại từ. Và đại từ thì phải đứng sau một cái chủ từ, một cái danh từ đã được đề cập đến rồi. Nhưng cái trường hợp này thì chúng ta thấy chữ tăng được đưa lên đầu. Và chữ tăng này nó ám chỉ cho là cái câu thứ ba, câu thứ ba đó. Samma panihi tăng chít tăng, chít tăng này nó ám chỉ câu thứ ba. Cái tiếp là chữ mata, mata là người mẹ. Cái từ nguyên mẫu là matu. Pita là người cha. Pita là người cha. Kajira là có thể làm. Có thể làm. Có thể làm. Câu thứ hai. Anye wa pi cha nya ta ka. Anye wa pi na cha ta ka. Con mất bài rồi. Câu thứ nhất là ná là không, tăng là người ấy. Mata là người mẹ, pi ta là người cha. Kajira là có thể làm. Có thể làm. Câu thứ hai là anye wa bi nya cha nya ta ka. Dạ. Dạ, câu thứ hai. Anye là khác. Anye là cái điều, cái người khác, hay là cái khác ở đây có điều khác hay người khác, chúng cho anye nó sẽ đi kèm. Đi kèm qua, qua pí là qua áp pí, qua có nghĩa là hoặc.
Dạ con thỉnh sư cầm lại bạch sư. Dạ quý vị nghe lại chưa ạ? Nãy là tình này chỉnh qua cái Dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại. Lúc nãy chúng con nghe rồi lại hết nghe. Dạ con kính nhân mic đến sư ạ. Một, hai, ba, bốn. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, chuyển qua cái mạng sim điện thoại xem nó có ổn định hơn hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta đến câu thứ hai, đó là anh Nhi qua ví chá nha tất ca. Anh nhê là người khác, qua là học hoặc, áp tí là cũng, chá là và, nha tất ca là quyến thuộc. Quyến thuộc. Chúng ta xong câu thứ hai chưa? Dạ, hai câu này chúng ta hiểu là mẹ, cha, hoặc là quyến thuộc, hay là những người khác đó, những quyến thuộc khác cũng không có thể nào làm được cho người đó, cho người ấy. Câu thứ ba, Sammāpanihitaṃ cittaṃ, tâm hướng chánh làm được. Sammāpanihitaṃ, ở đây chúng ta có từ Sammā là chân chánh, đúng đắn. Panihitaṃ là định hướng. Panihitaṃ là định hướng. Cái từ hôm trước chúng ta học có một cái từ đó là Miccā Panihitaṃ á, cũng là cái từ Panihitaṃ này, nhưng mà nó khác là Sammā hay là Miccā. Định hướng. Câu cuối cùng, Panihitaṃ cittaṃ, cittaṃ là tâm. Tâm ý. Câu kế tiếp là Seyaso năng tato kare. Seyaso năng tato kare. Seyaso là điều tốt đẹp. Seyaso là điều tốt đẹp. Năng là người ấy. Tato là hơn thế nữa. Kare là có thể làm. Thì như vậy là cái câu 43 này chúng ta, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta đọc suông như vậy, nhưng mà hiểu thì chúng ta phải hiểu có một chút xíu thay đổi cái từ. Cái từ đầu tiên là cái từ tăng, thay bằng cái từ, nó là đại từ của Sammāpanihitaṃ cittaṃ, người có tâm hướng chánh. Người có tâm hướng chánh. Giống như là mẹ, cha không có thể nào làm được, hoặc là bà con không có thể nào làm được cho cái người đó, mà chỉ có cái từ cái tâm hướng chánh của người đó làm được có tốt đẹp hơn. Một lần nữa câu kệ ngôn số 343. Na tăng ma ta bị ta ca di ra an nhê hoa bi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chiết tăng say ya so năng ta to ca re
điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Đó là bản Việt ngữ của Ngài. Giới đức điều mà quyến thuộc mẹ cha, chẳng thể nào, chẳng thể làm được cho ta, cho người. Nhưng tâm chân chánh hướng rồi, thành tựu tốt đẹp vẹn mời, vẹn mười, một vẹn trăm. Nam mô Bụt Thầy giá. À, lúc nãy thì có hơi tình đạt có hơi nhầm lẫn cái chỗ chữ tăng và lại sammapanihi tăng chữ tăng, bởi vì cái từ đại từ đây là chữ tăng hay là tăng burisang, là một cái người, một cái người không có không có nêu cụ thể nha. Hoặc là tăng bukalang na tăng bukalang mata pita kira. À, phần thứ hai là chúng ta nói đến duyên sự của cái câu kệ ngôn này. Cái duyên sự này chắc quý vị cũng đã từng nghe, tại vì cái duyên sự này cũng khá là ly kỳ. Ly kỳ và khó tin. Câu pháp cú số 43 được Đức Phật ngài ngài nói đến khi ở Chetavana ở Sapati, liên quan đến đại đức Sariya Soreya Theravathu. Đại đức Soreya tiền thân đó là một người công tử ở tại thành Soreya, và công tử này cũng có tên là Soreya. Và khi mà đến tuổi trưởng thành, công tử Soreya được nhiều người quý mến, nhiều được nhiều bạn bè quý mến, và có được cái thân tướng rất là đẹp. Và khi một lần dạo chơi, đi ra ngoài thành dạo chơi, đi tắm mát, thì vô tình cái nhóm bạn của công tử Soreya này bắt gặp hình ảnh của một vị sa môn. Vị sa môn này đang thay đổi thay đổi cái tư thế, cái y á, đang quấn y, đang mặc y cho chề tề chỉnh để chuẩn bị vào thành Phật thực. Và cái vị sa môn này là một cái vị thánh tăng vô lậu, ngài Maha Kachayana. Ngài Maha Kachayana. Và khi mà vô tình thấy cái vị sa môn thay đang thay đổi cái y áo cho tề chỉnh đó, thì thấy được cái làn da đẹp đẽ của ngài. Ngài có một cái phước báo về sắc tướng rất là đẹp. Đẹp ở đây được được so sánh như là sắc đẹp của vàng rồng. Sắc đẹp mà được cái thời đó họ đề cao và ưa chuộng. Và với cái sắc đẹp đó thì mê hoặc cái công tử Suriya. Và công tử Suriya định bụng ở trong bụng rằng phải chi vợ của ta có được cái làn da ống ả đẹp đẽ như cái vị sa môn này. Và nếu mà được thì cái vị sa môn này mà là nữ thì sẽ cưới làm vợ, hoặc là cái vị sa môn này làm vợ của ta. Và cái suy nghĩ như vậy đó. Thì với một cái suy nghĩ vô tư thôi. Thì nhưng mà phạm đến một cái vị thánh tăng vô lậu thì lập tức có một cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra, đó là công tử Soreya đã bị biến đổi giới tính từ nam thành nữ. Và với cái vẻ ngoài khác lạ của mình đó, thì Soreya hổ thẹn
lập tức là bỏ trốn. Cho dù có nhiều người đi tìm cũng không có thấy, bởi vì bây giờ có gặp đi nữa thì là một cái tiểu thơ, thân hình của một người nữ rồi. Cho dù có gặp đi nữa mà ra được, mà cũng không có ai nghĩ rằng một người nam mà có thể biến đổi giới tính như vậy được. Cuối cùng thì lúc này thì tiểu thơ Sô-ri-yá trốn qua một cái xứ khác và lập gia đình để mà nương náu. Chứ một thân một mình bây giờ không nơi nương tựa thì cũng không có làm gì được. Rồi vô tình một lần nọ, tiểu thư Sô-ri-yá này lập gia đình, có con. Và vô tình một lần nọ gặp được cái người bạn ở quê nhà đó, thì mới bày tỏ sự thật, cái nỗi lòng của mình. Ban đầu, thoạt đầu thì người bạn không có thể nào tin được cái sự thật này. Nhưng do là Sô-ri-yá trình bày hết tất cả những cái điều mà chỉ có bạn thân mới mới hiểu nhau, mới biết nhau được đó, thì lúc đó mới tìm cách để gỡ rối bằng cách đó là dẫn tiểu thư Sô-ri-yá này sám hối với ngài Mahakassayana. Và một cái điều lạ lùng xảy ra tiếp theo đó là sau khi cái lời sám hối, ngài Mahakassayana hoan hỷ từ bi xá bỏ qua cái lỗi lầm đó, thì một cái hiện tượng biến đổi giới tính từ tiểu thư Sô-ri-yá thay đổi thành một cái người nam. Và thế là một cái éo le xảy ra. Hồi trước là một cái công tử có gia đình, có hai đứa con. Sau khi xảy ra biến cố làm người nữ thì cũng lập gia đình, cũng có hai đứa con. Bây giờ lại tiếp tục xảy ra một cái biến cố trở thành lại người nam. Thì bây giờ là giống như là làm cha của hai đứa và làm mẹ của hai đứa. Bây giờ sống làm sao? Bây giờ về quê nhà cũng không được, mà ở lại chốn nơi mới này cũng không được. Không lẽ bây giờ hai người nam ở với nhau rồi nuôi hai đứa con, rồi trở về quê nhà thì không thể nào mà trình bày cho quê nhà biết được. Thì cuối cùng Sô-ri-yá quyết định đó là sau khi sám hối với ngài Mahakassayana thì xin ngài cho xuất gia luôn, nhà đi tu luôn. Đi tu xong thì cái sự kiện của Sô-ri-yá nó quá là kỳ lạ và là một cái điều mà trong thành họ bàn tán nhau rất là nhiều. Mặc dù đi tu ta cũng hiếu kỳ. Gặp bây giờ, thời đại bây giờ mà YouTuber họ lại họ bao vây chùa là chùa không có ngày nào yên luôn á thưa quý vị. YouTuber bây giờ họ tranh thủ lắm. Gặp mấy cái sự kiện, sự cố, mấy cái biến cố đó là coi như là mấy sư khỏi ăn khỏi uống luôn. Họ lại họ phỏng vấn, họ quay phim, rồi họ bình luận, rồi đủ thứ đó. Mà cái câu phổ biến nhất là con mình đẻ với con mà là cha, làm cha hay làm mẹ, cái nào con hơn, cái trách nhiệm nào cao quý hơn. Thì cái câu hỏi phổ biến là vậy. Nhưng mà người ta không quan tâm đến cái việc đó, mà ta quan tâm đến cái người ta có hiếu kỳ đến cái việc mà người nam đổi thành nữ, nữ đổi thành nam. Thời đại bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái công nghệ mà khoa học y tế họ có thể giải phẫu phẫu thuật cho được thành công thì nó cũng không có gì lạ. Nhưng mà vẫn chưa có như được Sô-ri-yá, tức là từ nam mà biến đổi giới tính thành nữ mà vẫn có được những cái khả năng sinh con cũng như là một người nữ thực thụ, chứ không phải là cái sự chuyển giới chỉ là thay đổi giới tính các cái bộ phận trên cơ thể hay là hóc môn, mà là biến đổi thành một cái người nữ thực thụ.
Rồi sau cái sự đó thì bà con họ đến họ họ hiếu kỳ nhiều quá. Chư Tăng, ngay cả Chư Tăng ở trong chùa họ cũng hiếu kỳ. Ai gặp cũng hỏi, ai gặp cũng hỏi. Biết rồi Sô-ri-giá thấy cũng không có yên. Bây giờ mà ở hoài như vậy thì tu hành cái nỗi gì? Nỗi mà đi khất thực người ta cũng hỏi, mà ở chùa người ta cũng hỏi, ngồi thiền người ta cũng hỏi. Thôi giờ mình trốn chỗ khác, chỗ nào không có người á thì người ta không có hỏi. Thì cuối cùng Sô-ri-giá quyết định đó là đi vào những cái nơi hoang vu để mà chú tâm vào cái việc mà tu tập. Lúc đó thì không còn màng đến cái thế sự nữa, bởi vì đã từng làm cha, đã từng có cái trách nhiệm của người làm cha, đã từng có trách nhiệm của người làm mẹ, thì phải nói là kinh nghiệm cuộc đời nó quá là nhiều rồi. Và đối với cái việc đó là cái biến cố cuộc đời nó quá là lớn. Từ một người nam mà biến đổi thành một người nữ. Bây giờ thử thời mà chúng ta sáng ngủ dậy mà tự nhiên chúng ta mất cái khả năng di chuyển cái tay, hay là mất cái khả năng dở cái chân, hay là mất cái khả năng khứu giác, thị giác, là chúng ta hoảng hồn khiếp vía. Đừng nói chi là một cái biến cố hết sức là kỳ lạ mà xảy ra cho mình. Ngủ sáng dậy mà tự nhiên hồi tối thì vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà ngủ sáng dậy thì miệng méo một bên, nói chuyện không ra lời. Cái đó nó làm cho chúng ta rất là tác động mạnh mẽ lắm, làm chúng ta khó thể nào chấp nhận được. Và trong cái thời đó thì cái việc lựa chọn đi xuất gia cũng giống như là cái việc trốn tránh như vậy đó, không có thể đối diện được. Nhưng mà khi mà xuất gia rồi, được sự hướng dẫn của Đức Phật và Chư Tăng á, thì ngài Sô-ri-giá cũng cố gắng để mà thực hành. Và cũng có do là cái phước duyên trong quá khứ cũng rất là đầy đủ, cho nên qua cái thời gian thực hành cố gắng á, thì để Đức Sô-ri-giá ngài cũng chứng được cái quả vị A-la-hán, một cái điều rất là tốt đẹp. Và sau khi chứng thánh rồi thì không còn lo ngại nữa, không còn lấn cấn lợn cợn ở trong tâm hồn. Và chính như vậy ngài cũng không lo ngại bởi cái quần chúng hỏi thăm câu hỏi này kia nọ chất vấn. Thì ngài về ngài gặp Đức Phật để ngài trình bày. Chư Tăng cũng bàn tán hỏi câu đó, làm cha thương hơn hay là mẹ thương hơn, thương con hơn? Thì ngài lúc này ngài nói là đối với Sô-ri-giá bây giờ thì không có con nào thương hơn đứa nào hết, đứa nào cũng như hết, con của cha hay là con của mẹ, con trai con gái đẳng hết, đứa nào ngoan là tốt thôi. Thì lúc này á, giống như là một cái lời nói khoe khoang, đúng là ly gia cắt ái, không còn thương, không còn nhớ, không còn yêu nữa. Thì lúc này Chư Tăng mới trình lên Đức Phật ngày mới họp Chư Tăng lại, ngày mới xác định rằng ngài Sô-ri-giá là một vị thánh nhân vô lậu, cho nên có những cái lời nói như vậy. Đức Phật này nói là: Này các tỳ khưu con trai của ta, không khoe dối pháp cao nhân, nhờ chánh niệm chân chánh, con ta đã kiến đạo, nên từ đó về sau không còn thương mến con nào nữa cả. Thật thế sự nghiệp là thánh sản mà cha lẫn mẹ không thể nào tạo được cho chúng sanh này, chỉ có nội tâm chân chánh của họ đã ban bố cho họ mà thôi. Nói rồi Đức Phật ngài đã đọc lên cái câu kệ ngôn số 43 mà chúng ta đang học. Na tăng ma ta bi ta ca hi ra an nhi wa bi cha nya ta ca samma ba ni tăng chi tăng saya so nang ta to ca re. Sa thu sa thu. Và kết thúc lời bài pháp và cái câu kệ ngôn thì nhiều vị tỳ kheo đã đắc quả Tu Đà Quần.
và nhiều vị nhận ra được cái lợi ích của bài pháp đó. Bây giờ chúng ta nói đến cái câu ý nghĩa mà chúng ta đọc ở trong tiếng Việt, trên tiếng Việt á. Bây giờ lỡ thử thời mà chúng ta không có hiểu cái câu, không có đọc qua cái câu chuyện này, mà chúng ta chỉ đọc cái phần tiếng Việt, cái phần dịch nghĩa của tiếng Việt thôi, thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào, chứ không thôi là dễ bị hiểu lầm. Điều mẹ con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Hoặc là cái bản văn xuôi mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ dễ nghe, hiểu, nắm ý hơn. Tâm hướng đến sự chân chánh có thể gây cho người ấy điều còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc luôn cả thân quyến khác có thể làm cho người ấy. Đối với có người Phật tử thì chúng ta hiểu chánh pháp, chúng ta hiểu cái việc mà bỏ bớt phiền não, cái tâm hướng chánh, cái tâm hướng thiện là cái điều tốt đẹp. Nhưng đối với những người bình thường, thưa quý vị, rằng có một câu nói là ở nhà thì nhờ ba mẹ, ra đường thì nhờ bạn bè, thì nó có mâu thuẫn với lại cái câu kệ ngôn pháp cú này hay không? Thưa quý vị, chúng ta xét rằng ở trong cuộc đời của mình á, từ nhỏ lớn lên cho đến lúc mà lập gia đình, cho đến lúc mà chúng ta có địa vị trong xã hội đó, thì chúng ta không thể nào mà không nhờ cậy. Một lần ít chi nữa thì chúng ta cũng phải nhờ cậy về vật chất, nhờ cậy về tinh thần, nhờ cậy về lời khuyên, nhờ cậy về cái kinh nghiệm của cái người khác, những cái bậc có kinh nghiệm như là ba mẹ, như là những cái bậc trưởng thượng, hay là nhờ cậy bạn bè giúp đỡ, thì chúng ta mới được cái sự thành công, mới được có cái sự nguyện. Còn không á, một mình một ngựa thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn, nhiều cái cản trở. Tuy vậy á, khi mà thành công hay là đạt được cái ước mơ, cái ý nguyện ở trong cái cuộc đời của mình á, nó chỉ là một cái thành công, nó chỉ là một cái thành công được xây dựng trên cái gọi là hạnh phúc thế gian. Bởi vì cái thành công đó, cái hạnh phúc đó, rồi nó cũng là cái nền tảng của cái sự đau khổ. Chúng ta có cái nhớ là cái hoại khổ, tức là cái hạnh phúc, cái vui vẻ, cái sum vầy là cái nền móng của cái sự đau khổ. Bởi vì chúng sanh không có nhận thức được đó là hợp rồi sẽ tan, có cuộc vui rồi nó cũng sẽ tàn. Do không nhận thức được điều đó cho nên mọi cái khổ đau, mọi cái hạnh phúc, mọi cái thành công, nó là nền tảng, là cái rủi ro để mang đến cái khổ đau. Còn ở trong Phật giáo thì riêng câu 43 này, Đức Phật Ngài muốn nói đó là cái việc mà thành công, thành đạt, cái việc mà chúng ta có những cái hạnh phúc ở thế gian đó, nó không có bằng, hay là nó không có tốt đẹp hơn là cái việc mà tạo được, xây dựng được một cái tâm hướng thiện, một cái tâm chân chánh, và ở trong trường hợp này là tâm của một vị thánh nhân. Nếu vị nhớ cái điều này, đó là đang nói về trường hợp của Ngài Sô-rê-giá, là một vị thánh nhân vô lậu. Sam-ma-pa-ni-hi-tăng-chít-tăng là một cái tâm chân chánh của một vị thánh nhân vô lậu. Chứ chúng ta đừng có bị hiểu rằng tâm hướng thiện, tâm hướng chánh của một cái người phàm phu. Bởi vì tâm hướng thiện, tâm hướng chánh của một cái người phàm phu thì nó vẫn còn lợn cợn những cái phiền não. Chúng ta đang tập
chúng ta đang nuôi dưỡng thôi. Chứ chúng ta đừng có bám vào cái điều này mà chúng ta khước từ tất cả những cái hỗ trợ của cái người thân bạn bè. Điều đó là điều không có nên. Ngay cả cái việc tu hành cũng có cần có thầy tổ, cần có bạn bè để mà hỗ trợ, giúp đỡ. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Dạ. Riêng cái câu này chúng ta nên hiểu rằng cái tâm hướng chánh, cái tâm hướng chánh sammapanihitang cittang là cái tâm của một vị thánh nhân vô lậu. Và khi đạt được cái sammapanihitang cittang rồi thì không cần có cái sự hỗ trợ nào khác, mà cái vị đó đã được cái sự an vui tuyệt đối rồi, đã được cái sự nếm được cái vị an vị giải thoát khỏi các cái phiền não rồi, thì không có cần một cái sự hỗ trợ giúp đỡ nào từ phía bên ngoài. Chúng ta nhớ cái điều này. Và cái điều nữa ở đây á, chúng ta cần lưu tâm hơn ở trong cái tích truyện của ngài Suriya. Thì khi chúng ta cái câu chuyện này thì Tịnh Đạt thiết nghĩ rằng chúng ta sẽ nhớ rất là lâu, nhớ rất là nhiều, bởi vì đây là một câu chuyện rất là ly kỳ, biến đổi giới tính. Ở trong lịch sử thì thưa quý vị rằng không phải là không có trường hợp biến đổi giới tính. Ở trong lịch sử thì đây Tịnh Đạt có tìm thấy một cái trang báo Dân Trí thì cũng có đề cập đến một cái trường hợp ở ở Việt Nam năm 1351, ở thời vua là vua Trần Vũ Tông, có một cái trường hợp được ghi lại biến đổi về cái biến đổi giới tính. Và biến đổi giới tính này cũng giống như là trường hợp của ngài Suriya, là biến đổi từ nam thành nữ và có thể sanh con đẻ cái, chứ không phải là như là trường hợp là bây giờ khoa học là thay đổi giới tính bằng cách là phẫu thuật. Và cái câu chuyện trong lịch sử này được ghi lại rất là nhiều nơi, như là việc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, vân vân. Thì cái câu chuyện nó đại khái như là có một cái người họ Trương ở Thanh Hóa. Thì một hôm thì cái người nam họ Trương này bị bệnh mà sốt rất là cao. Rồi sốt đến 3-4 hôm, sốt rất là cao. Và trong cái cơn sốt đó thì cơ thể nó bị biến đổi. Và sau khi mà hạ sốt đó, sau 3-4 ngày hạ sốt đó thì mới phát hiện là mình các cái bộ phận cơ quan sinh dục hay là các bộ phận cơ quan trên cơ thể nó biến đổi thành một người nữ. Và cái trường hợp của người họ Trương này cũng giống như là ngày Xôi Giá đó. Tức là trước khi bị bệnh đó, là cũng có vợ, có con, có một con trai. Và sau giới tính đó, thì lập gia đình, có thêm một cái đứa con gái. Và cái chuyện sau này khi mà về già đó, thì đứa con gái và đứa con trai nó tranh giành gia tài. Thì nói là đứa con gái nó nói là anh thì con của người khác, đâu phải con của mẹ em mà tranh gia tài với em. Rồi cuối cùng thì đưa lên quan xét xử thì cái người họ Trương này đã kể ra sự thật, trước đây là người nam cũng có vợ, có một đứa con trai, sau bị bệnh biến thổ thành người nữ, cũng có vợ chồng, cũng có một đứa con gái. Sau đó người quan đã phân xử là chia đôi gia tài cho hai người con. Cho nên cái trường hợp mà chúng ta thấy là trong sử cũng có đề cập những cái sự kiện như vậy. Nó không phải là một cái sự gì đó được ghi lại trong kinh điển mà nó mầu nhiệm, mà nó không có thật.
trường hợp của ngài Sô-ri-yá là khả năng có thật rất là cao. Và cái khả năng này nó đứng góc độ của Phật pháp mình chúng ta nhìn nhận đó, nó có vấn đề như thế này nè. Tại sao Sô-ri-yá có một cái tác ý phạm lỗi đến ngài Mahakacchayana, mặc dù là ngài không có hay biết, nhưng mà cái nghiệp quả hiện tiền rất là mạnh nặng nề trổ ngay hiện tại. Nó có thế này nè, mình sẽ xét về những khía cạnh như thế này. Thứ nhất là cái tác nhân là ngài Sô-ri-yá, ngài lúc mà đang là cái công tử Sô-ri-yá đó, lúc mà có cái ý nghĩ sai quấy với ngài trưởng lão Mahakacchayana, ngài đang bị chiếm ngự, tâm tư bị chiếm ngự bởi dục vọng, bởi phiền não. Tâm tư bị chiếm, tâm tư trong cái lúc mà vui chơi giải trí và trong cái lúc bị chiếm ngự bởi cái dục vọng phiền não. Và cái đối tượng đó là một cái vị thánh tăng vô lậu, trong sạch, tinh khiết. Chính vì kết hợp của những cái điều này, cho nên cái nghiệp quả trổ ngay tức khắc. Cái trường hợp này chúng ta có thể hiểu được là chúng ta thường chúng ta nói về cái mặt tốt khi mà chúng ta làm phước bố thí hay làm phước cúng dường đó. Thì chúng ta nói rằng cái người làm phước, rồi cái vật làm phước, cái tâm làm phước, rồi đối tượng làm phước. Khi mà thành tựu những cái điều kiện tốt đẹp này thì cái quả nó sẽ được thù thắng. Còn ngược lại, khi làm ác, thành tựu các cái điều kiện mạnh nhất có thể thì nó sẽ trổ quả nặng nề. Các quý vị có nhận ra cái điều này hay không? Bởi vậy khi mà chúng ta làm thiện hay làm ác, chúng ta cần phải lưu ý cái điều đầu tiên, đó là cái tâm của mình. Cái tâm của mình á. Cho nên quý vị ở gia đình chúng ta, nhất là những gia đình mà chúng ta có con cái đông, có con cháu đông, thì chúng ta hãy lưu ý cái điều này. Khi mà dạy dỗ con cháu á, nói là chúng ta thương cho gôi, cho roi, cho vọt, nhưng mà thật sự ra chúng ta đang hành xử bằng cái tâm sân. Và chính vì hành xử bằng cái tâm sân mà thiếu lý trí, tức là khi mà chúng ta nóng, chúng ta giận á, chúng ta đánh cho hả giận á, bởi vì nó, con nít nó không có làm theo ý mình. Chứ không phải thật sự cái lỗi nó không có lớn. Ví dụ như là nó nít thì nó hay tò mò, nó hay tọc mạch, nó hay mở nước, nó hay mở bọc phá. Thì thay vì cái lúc mà chúng ta vui vẻ bình tĩnh thì chúng ta chuyện đó rất bình thường, nhắc nhẹ thôi. Nhưng mà chúng ta bị cảm, bị sốt, hay là chúng ta đang bị thiếu nợ, hay là chúng ta đang gây lộn với cái người hàng xóm đó, thì quay qua là coi như là cầm cái gì chúng ta đánh con hay đánh cháu bằng cái đồ trên tay. Bởi vì cái sự đánh đó bằng cái tâm sân, bằng cái tâm nóng nảy, cho nên cái đứa con, đứa cháu nó sẽ sao? Nó sẽ sợ. Và chính vì cái sợ đó, và có nhiều đứa nó có cái gọi là cái tiềm thức mà sợ hãi, hoặc là có nhiều đứa nó mạnh hơn, cái tâm nó mạnh hơn, thì nó sẽ hận. Nó sẽ hận, hận cái người đánh nó. Nó nguy hiểm lắm. Cái thứ hai, cái điều nữa mà chúng ta cần lưu ý, sở dĩ tại sao mà trong cái giới sát sanh, không sát sanh nó cần phải nên giữ đó ở trong nhà hay là cho cuộc đời của mình đó. Bởi vì quý vị biết không, khi mà chúng ta sát sanh, nhất là những con vật lớn, thì cái tâm của mình nó phải lớn đủ mạnh.
Cái tâm lớn đủ mạnh này là cái tâm sân á, cái tâm sân lớn, cái tâm sân đủ mạnh để mà cầm con dao, cầm một cái thiết bị để mà giết hạ cái chúng sanh đó. Và khi chúng sanh đó bị giết hạ đó, thì chúng sanh đó cũng khởi lên cái sự đau đớn, cái tâm sân quán thù. Và chính vì cái việc mà sân hận gặp sân hận đó, nó sẽ cột quan trái. Cho nên cái việc sát sanh nhiều khi á, chúng ta nghĩ con tôm, con tép, con cá, con gì đó, con vịt, con gà nó loài nhỏ nhỏ, nhưng mà biết đâu những cái chúng sanh đó, có nhiều chúng sanh nó bị cái nghiệp gì chút xíu nó làm cái loài đó, nhưng mà nó có cái ý thức, nó có cái ý thức, và vô tình mà chúng ta sát hại những cái loài chúng sanh đó, nó cột quan trái là khổ muôn đời, khổ muôn đời. Cho nên cố gắng giữ cái giới sát sanh để mà chấm dứt cái khổ đau ngay trong cái hiện tại cho mình và cho người, và kết thúc cái sự quan trái ở trong đời tương lai. Cái giới sát sanh nó không đơn thuần là giữ giới sát sanh để mà có được cái trường thọ, mà giữ giới sát sanh không sát sanh á, giữ giới không sát sanh là chúng ta ngăn chặn cái sự quan trái quán thù ở nhiều đời nhiều kiếp trong tương lai nữa. Nó cái giới sát sanh không sát sanh nó quan trọng như vậy đó. Thì quay lại cái vấn đề đó là ngài Sô-ri-giá, ngài phạm lỗi, thật sự cái lỗi đó nó không có lớn, cái tâm suy nghĩ nó không có lớn. Bây giờ chúng ta cũng có nhiều khi chúng ta đi chùa, chúng ta có những cái tâm bậy bạ đối với Tam Bảo, chắc chắn là có, không thể nào không có. Khi mà chúng ta vui, chúng ta thoải mái thì thành kính, dạ dạ, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta bực hay là chúng ta không có đồng ý, thì chúng ta cũng có những cái suy nghĩ về cái ông sư đó, về cái chùa đó, vân vân. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không có bị cái nghiệp quả nặng nề ở trong hiện tại đó, vì cái đối tượng nó không phải là một cái vị thánh tăng vô lậu như ngày Mahachanana, Kacchajana. Cái tâm chúng ta có đó, nhưng mà nó không phải là một cái vị, cái đối tượng nó không phải là một cái vị thánh tăng vô lậu, một cái vị mà phước báo tinh khiết, không còn phiền não. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà nghĩ đến cái câu chuyện này, ngày Sô-ri-giá. Quan trọng là cái quan trọng đó là phải giữ cái tâm của mình. Lỡ như ở trong trường hợp nào đánh con cái, dạy dỗ con cháu, thì chúng ta cũng phải giữ cái tâm, đừng có bị cái tâm sân, đừng bị có cái tâm sân nó tác động mạnh mẽ. Khi chúng ta sân á, chúng ta đừng có dạy con, thì bởi vì dạy con trong tâm sân nó không có đúng đắn chút nào hết, và cái đứa con cháu nó cũng không có nhận được cái lời khuyên chân thành đâu. Mà hãy dùng lý lẽ, hãy dùng nhân cách thân giáo mà dạy con cháu, điều đó là cái điều tốt đẹp hơn. Và trong cái cuộc sống của mình á, ở các cái mối quan hệ cũng cần có cái sự đề phòng, bởi cái tâm dục vọng hay là cái tâm sân hận, khi mà có những cái tâm này chiếm ngự đó, thì chúng ta đừng có vội quyết định hay là đồng ý với bất kỳ cái việc gì, mà hãy cho cái tâm quân bình trở lại. Cái cách mà chúng ta giữ được cái tâm quân bình càng lâu càng tốt, hoặc là trở lại cái tâm quân bình khi mà bị sân hận dục vọng tham lam tác động, đó là cái trình độ tùy mỗi người khác nhau. Và chúng ta có trình độ tu tập càng nhiều đó quý vị, chúng ta giữ cái tâm quân bình càng tốt. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy là cái người đi chùa nhiều quá chưa chắc là người Phật tử, mà cái người giữ tâm quân bình tốt chắc chắn đó là cái người con Phật. Chứ không thôi nó đi chùa cái ra đường, ra khỏi chùa là hơn thua từng đồng từng cắt, hơn thua nhau từng chút, mà không có thể hiện, không có giữ được cái tâm
quân bình, thì cái người cái việc đi chùa nó vô bổ, nó không có được cái kết quả gì hết trơn á. Mà cái kết quả được hay không là chúng ta sẽ nhận định khi mà tiếp xúc với một cái người luôn luôn có một cái tâm quân bình. Và cái tâm quân bình này ở ngoài đường, ở ngoài đời chúng ta có thể gọi đó là cái tâm lập trường vững đó. Cái người mà lập trường vững, cái người mà làm những cái nhiệm vụ cao, những người có công việc mà phải tiếp xúc với nhiều người đó, những cái người đó cái tâm họ rất là mát mẻ. Bởi vì cái tâm mát mẻ họ mới làm được những cái công việc đó, chứ không thôi là dễ giận, dễ sân, dễ bốc đồng là không thể nào giữ được cái chức vị, mà những cái chức vị quan trọng được phải là những người có cái tâm mạnh mẽ, cái tâm giữ được cái quân bình tốt, hoặc là trở về trạng thái quân bình mau lẹ, thì những người đó phải nói là những người đáng nể, những người đáng kính trọng, và là những người phải nói là rất gần với Phật Pháp, rất gần với Phật Pháp. Chứ không thôi là chúng ta nói là đi chùa, nghe Pháp mà không có thấy được. Bây giờ chúng ta hãy thử, từ đây vì sao chúng ta để ý mỗi lần mà chúng ta khởi lên cái tâm sân, bị khó chịu bởi thời tiết, bởi cái môi trường xung quanh đó, chúng ta thử để ý thôi, chúng ta giữ cái tâm quân bình trở lại có nhanh hay là chậm, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ đánh giá là cái nội công về Phật Pháp, về cái sự thực hành Phật Pháp hay là thấm nghiệm Phật Pháp đó, chúng ta sẽ được cao hay thấp, là chính bản thân chúng ta sẽ nhận ra cái điều đó, chứ không phải là thuộc kinh nhiều, học kinh nhiều, đi chùa nhiều, nghe Pháp nhiều, xuất hiện trên nhiều diễn đàn là cái điều đó là cái điều tu hành tốt đâu. Mà hãy tự đánh giá mình, mỗi một lần tham ăn, tham ngủ, mỗi một lần bực bội, nóng giận mà chúng ta quay trở lại một cái trạng thái tâm quân bình, đó là mát mẻ, thì có nhanh được hay không, hay là nó cứ 5-10 phút hay là cả tiếng đồng hồ sau, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng Phật Pháp nó nằm trong mình được bao nhiêu. Thì qua cái câu chuyện ngày Suriya này, chúng ta sẽ có những cái bài học như vậy. Và Tịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay qua câu kệ ngôn số 43, cầu nguyện chư thiên và gia hộ cho tất cả, và Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chư tăng và bà con Phật tử ở diễn đàn Pháp Cú Kinh được mọi điều an lạc, an thông trong cuộc sống. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân làm về diễn đàn đại sư Sơn Sơn Mít. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tinh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha anupavana sada sati gavantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma anupavana sada sati gavantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha anupavana sada sati gavantu te.
tất cả pháp hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin hoa quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara wa sini thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta sot thin ga ron te tha vihara wa ra mang da le the ra cha ma cha na wa ka cha bit kha vo Saramika dana pati upasaka gama chade sani gama chai isara sapana puta sukita pawantu te chala mucha yepi chanda sampawa samseda chata athavo papatika niyani kang thamma wa sang patit chate sắp về pi đúc khát xa kha rồn tu sẵn kha dân thà tu chi rằng xa rằng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sẵn khổ hồ tu sa mắc ngô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khan tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri nô quốc tìm sâm pa phu ni ya ma tham Maria ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.